Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách phòng trị bệnh héo rũ vàng lá chuối nhé quý vị. Thì tìm hiểu về cái bệnh héo rũ vàng lá chuối, đầu tiên nhất là cái tên khoa học của cái bệnh này đó là bệnh héo rũ Panama, bệnh héo rũ Panama. Và cái bệnh héo rũ vàng lá chuối này nó thường xuất hiện và gây hại tập trung tại cái vùng trồng chuối 3 năm trở lên. Các cái vùng trồng chuối chuyên canh hầu như là cái tỷ lệ nhiễm bệnh rất là cao. Chuối nó bị nhiễm bệnh gây mất cái mật độ, giảm năng suất rất là rõ rệt. Và đây là những cái hình ảnh về cái bệnh héo rũ vàng lá chuối hay là cái bệnh héo rũ Panama ha. Và cái nguyên nhân gây bệnh héo rũ vàng lá chuối này thì nguyên nhân của nó là cái bệnh héo rũ vàng lá chuối là do cái nấm Fusarium oxyporum cubensi gây ra. Và cái nấm Fusarium oxyporum này đó là nó có thể gây hại trên các cái cây trồng khác nhau như là cây khoai lang, cây đậu, cây bắp cải, cây cà chua. Và cái nấm Fusarium oxyporum nó phát triển mạnh khi mà có cái độ ẩm cao và cái nhiệt độ thấp. Cái phổ nhiệt độ sinh trưởng của nó phát triển rất là rộng và nó có thể phát triển ở nhiệt độ thấp từ 5 độ C hoặc là nhiệt độ cao hơn 35 độ C. Nhưng mà cái nhiệt độ tối thích của nó là đâu đó khoảng từ 20 tới 28 độ C. Và cái phương thức mà nó lây lan bệnh á, thì nó chủ yếu là lây lan qua ba con đường. Con đường thứ nhất là quay lây lan qua vật liệu trồng, tức là con đường thứ hai là lây lan qua đất, và con đường thứ ba là lây lan qua nước. Nó có thể lây lan mạnh qua cái cây giống không sạch bệnh này, hoặc là bào tử nấm tồn tại trong đất lên đến từ 3 đến 5 năm. Và nó có thể gây bệnh rất là bình thường và nó có thể phát tán theo dòng nước chảy đến các cái nơi khác nhau để gây bệnh cho vùng trồng mới. Về cái triệu chứng bệnh héo rũ vàng lá chuối thì đây chúng ta nhìn thấy rất là rõ khi mình chặt xuống ha. Bà con mình thường bảo là đây là cây chuối bị sùng. Thì cái bệnh héo rũ vàng lá chuối này đó là nó xuất hiện hầu hết 4 mùa trong một năm. Và cái nấm gây hại trực tiếp trong cái mạch dẫn ở bên trong cái cây, do nấm nó phát tán chủ yếu là trong đất. Và đầu tiên thì nó gây hại ở cái phần rễ trước, và sau đó thì nó lây lan dần lên qua cái vết thương cơ giới, sau đó nó phát triển đi lên trên theo cái mạch dẫn của cái cây chuối của chúng ta, và nó gây hại từ phần thân lá, tức là khi cây mà nó có biểu hiện bệnh thì cây nó đã bị nhiễm bệnh rất là nặng rồi, và nó nhiễm từ rễ lên thân, và sau đó phát triển lên tới lá, và nó rất khó để có cái thể mà mình xử lý phục hồi cho nó được. Và cây nhiễm bệnh thì khi biểu hiện ra bên ngoài á thì làm cho lá nó bị héo vàng từ dưới lên trên, làm cho cây chuối nó chết dần. Và những cái cây mà bụi chuối mà bị nhiễm bệnh thì không thể để lưu cái gốc cho vụ sau được, và không có dùng để lấy làm giống. Và cây bệnh thì hầu như là không cho được cái thu hoạch năng suất, tỷ lệ ca các cái vùng trồng chuối chuyên canh đó thì nhiễm bệnh này nó nặng hơn đến 80%. Và cái biện pháp phòng trừ bệnh cái héo rũ vàng lá chuối thì chúng ta thấy rằng là để quản lý cái nguồn bệnh và tiêu hủy khử trùng, đây là cái vấn đề đầu tiên cần phải quan tâm khi mà phòng trừ. Đối với các cái vườn trồng chuối bị bệnh thì cần tiến hành khử trùng toàn bộ vật dụng sử dụng trong canh tác để ngăn ngừa bệnh lây ra cái vùng mới, và cần tiến hành đánh giá cái mức độ gây hại của bệnh trong từng giai đoạn phát triển của cây chuối để có thể đưa ra biện pháp xử lý hợp lý. Mức độ gây hại mà trên 50% thì chúng ta nên tiến hành tiêu hủy tại chỗ. Tuyệt đối không vận chuyển buôn bán sản phẩm vườn chuối bị bệnh, tiến hành tiêu hủy theo đúng cái kỹ thuật tiêu hủy dịch bệnh tránh lây nhiễm ra bên ngoài. Tại vì cái nấm Fusarium mà khi chúng ta đưa ra bên ngoài thì nó lây lan, nó rất là khó trị và nó có thể lưu dẫn kéo dài đến 5 năm cái bào tử nó nằm trong đất. Sau khi thu hoạch thì tiến hành tiêu hủy thì diện tích vườn chuyển sang cây trồng mới là tốt nhất. Những cái cây trồng đó là phải những cây trồng khác và trồng các cái giống có khả năng chống chịu với cái bệnh này. Và cái biện pháp phòng trừ bệnh héo rũ vàng lá chuối thì cái biện pháp canh tác là cái cũng rất là quan trọng. Thứ nhất là dọn sạch cái cỏ quanh gốc và phát quang bụi gặm xung quanh để vườn chuối thông thoáng, đón nắng nhiều nhất có thể. Mật độ trồng cây phải đúng kỹ thuật, không trồng dày. Kỹ thuật chăm sóc như là bón phân cân đối, tăng khả năng chống chịu của cây, tưới nước đúng kỹ thuật, tốt nhất là mình tưới bằng cái phương pháp tưới nhỏ giọt là tốt nhất. Và thường xuyên thu dọn các cái lá già héo để hạn chế sự phát triển của bệnh. Nấm Fusarium oxyporum này là nó gây hại chủ yếu qua các cái vết thương, nên tránh làm tổn thương cây, đặc biệt là làm tổn thương cho cái bộ rễ của cây. Thì cái tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng cái giống chống chịu với cái bệnh hoặc là cây con sạch bệnh. Tốt nhất là nên sử dụng các cái giống chuối nuôi cấy mô, do tỷ lệ sạch bệnh là cao nhất ở cái nuôi cấy mô. Những cái vườn trồng chuối nhiễm bệnh nặng có thể chuyển sang cây trồng khác, hoặc là sử dụng giống có khả năng chống chịu bệnh là tốt nhất.
Và cái biện pháp tiếp theo đó là biện pháp sinh học. Thì chúng ta sử dụng các cái chế phẩm chứa cái nấm đối kháng Trichoderma trong các cái quá trình trồng cây để phòng chống được cái sự lây hại của cái nhóm bệnh héo vàng và lá chuối. Nó trừ được cái tiến trùng cũng như là những cái nấm trong đất. Và về cái biện pháp hóa học thì chúng ta có thể kết hợp các cái dòng thuốc đặc trị tuyến trùng kết hợp với đặc trị nấm để đồng thời phòng và điều trị bệnh. Thì cái tuyến trùng đó là nó sẽ làm tổn thương ở cái bộ rễ, thì khi mà tổn thương bộ rễ thì cái nấm Fusarium nó sẽ xâm nhập vào, nên là chúng ta trị luôn cả tuyến trùng và kết hợp trị luôn nấm thì hiệu quả nó sẽ cao hơn. Và sử dụng các cái loại thuốc nằm trong cái danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, có một số cái hoạt chất như là cái Zinep này, Hydroquinone hoặc là cái nhóm chlorothalonil để mà chúng ta phòng trừ được cái hiệu quả cao hơn. Thì đối với những cái sản phẩm trừ tuyến trùng thì chúng tôi có thể chia sẻ với quý vị một số cái sản phẩm như là cái Naimit 480 EC của công ty Adama, hay là cái Velum của công ty Bayer, hay là cái tẹt Vigo 020 SC của công ty Syngenta, và cái Chitosan đây là một cái sản phẩm sinh học, và cái Kaido 50 SL hay là cái NoCap của công ty ADC phân phối. Và cái liều lượng khuyến cáo thì từ 2 đến 5 kg hay là 5 lít trên 1 hectare tùy theo dạng nước là dạng khô. Và sản phẩm cái để trừ cái nhóm nấm thì có cái gốc Zinep, gồm có là Zin 80 WB, và cái sản phẩm tiếp theo là Zinep Bull 80 WB hay là Zinep Bull màu xanh, và cái cốc Force Blue, cái này là cũng có cái hoạt chất Zinep Bull và cái gốc đồng. Và liều lượng khuyến cáo là từ 2 đến 2,5 kg trên 1 hectare. Ngoài bốn cái loại này thì còn có các cái loại khác của nhiều công ty khác nhập khẩu phân phối cùng hoạt chất Zinep. Và cái thuốc Robiconazole, nhóm thuốc Robiconazole này thì có thể chúng ta sử dụng tới cái sản phẩm tiên súp be để chúng ta phun trên thân, và chúng ta sử dụng tới cái áp robo của công ty Adama hay là cái Sagogen của công ty Sài Gòn. Đây là những cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng với cái liều khuyến cáo là từ 1 đến 1,2 ml trên 1 lít nước. Và ngoài ba cái sản phẩm này thì chúng ta còn rất là nhiều sản phẩm trên thị trường của nhiều công ty khác nhập khẩu phân phối các hoạt chất có gốc Robiconazole trên thị trường. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có cái nhóm gốc thuốc Chlorothalonil. Đây là cũng là một cái nhóm mà phòng trừ rất là tốt cái bệnh ở trên vàng lá chuối này. Thì chúng ta có thể sử dụng cái nhóm Daconin này, hay là cái nhóm Revus Opti, hay là cái Chionin của công ty Ba Con Cò, hay là cái Activa của Syngenta. Ngoài bốn cái sản phẩm này thì chúng ta cũng lưu ý còn rất là nhiều sản phẩm có cái hoạt chất chlorothalonil này. Về cái liều lượng khuyến cáo là chúng ta sử dụng bằng cái dạng bột thì từ 1 đến 1,5 kg trên 1 hectare, và về cái dạng nước thì chúng ta sử dụng từ 1 đến 1,2 lít trên 1 hectare. Thì đó là một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái sản phẩm để phòng trừ cái bệnh vàng lá chuối ở trên cái cây chuối của chúng ta. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng video của quý vị. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.